Quỳnh Hoa, một cô gái mang tên loài hoa nhẹ nhàng, tinh khiết và giản dị như chính con người của cô. Những tưởng cuộc sống của mình cũng sẽ đẹp và êm đềm như những cánh hoa. Những tưởng khi lớn, cô sẽ có diện mạo bình thường như bao cô gái khác. Thế nhưng cuộc đời mang đến nhiều nghịch cảnh hơn cô tưởng. Trước đây khi em còn bé thì một mình mẹ làm và nuôi em thôi. Hiện tại thì hai mẹ con vẫn đang ở nhà đi thuê chứ cũng chưa có ngôi nhà của hai mẹ con. Bố mẹ em cũng chia tay nhau từ khi em còn nhỏ ấy. Thì mẹ em cũng khá là vất vả với cuộc sống hàng ngày. Thì mình buồn vậy thôi. Còn không chỉ là buồn về ngoại hình, mình có bất kỳ một nỗi buồn khác thì hầu như là em cũng chỉ giấu trong lòng thôi. Nó rất là hạn chế tại vì mẹ mình cũng đã quá vất vả. Tình trạng của em là bị khô hai hàm, khô cả hàm cả răng. Ở ngoài Bắc thì người ta hay gọi là bị bổ ấy. Thì bạn bè hay trêu là bổ cắn nổ lốp xe. Mình biết thì họ không có ý gì, chỉ là trêu đùa như vậy thôi, nhưng cũng khiến cho mình chạy lòng, cũng thấy buồn. Cũng có lúc trốn vào một góc khác một tí, xong rồi lại đi ra, lại kiểu cố gắng tự bản thân mình động viên mình là phải cố lên. Mình có buồn mãi thì cũng chỉ có như vậy thôi, nên là tự động viên mình là cố lên thì nó sẽ qua hết. Những lời trêu đùa không ác ý nhưng lại là nhát dao đâm vào tim Quỳnh Hoa mỗi ngày một sâu. Để lấy lại sự tự tin trong công việc và để trang trải cuộc sống cho mình và mẹ, cô đành bỏ dở dang ước mơ trở thành giao dịch viên ngân hàng một thời từng nỗ lực phấn đấu, và chọn cho mình nghề kế toán, một công việc tiếp xúc với máy tính là chủ yếu. Quỳnh Hoa nghĩ rằng chỉ có như thế cô mới tránh khỏi những ánh nhìn kỳ thị ngoại hình và tập trung làm tốt công việc của mình. Với một cái trường hợp như thế này thì qua bàn tay tài hoa của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, không biết là bây giờ bạn đã thay đổi như thế nào? Nam Anh thì hoàn toàn không biết là ngày hôm nay là Nam Anh sẽ được gặp bạn ấy trên sân khấu của Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới sau khi đã được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung hỗ trợ, đúng không nào? Dạ. Vậy thì bây giờ không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cũng như là Nam Anh chúng ta cùng gặp gỡ bạn Quỳnh Hoa. Em không nói nên lời luôn. Em có nhận ra bạn Quỳnh Hoa từ nãy tới giờ chúng ta đã rất là đồng cảm với bạn ấy hay không? Em không biết nói sao nữa chị. Lỡ ngàng quá hả? Dạ. Rồi chào bạn. Dạ. Em chào bác sĩ ạ. Em chào hai chị. Em chào quý vị khán giả. Đầu tiên là chúc mừng Quỳnh Hoa nha. Dạ, em cảm ơn chị. Tại vì nãy giờ khi mà hai chị được lắng nghe câu chuyện của em á, thì thật sự là chúng ta đều là phụ nữ mà, nên là hai chị thật sự rất là thương và rất là đồng cảm. Nhưng mà tới bây giờ khi mà bạn xuất hiện, thật sự là nãy thơ nổi da gà, thì con nghĩ là bạn lại có một cái sự thay đổi ngoạn mục đến vậy. Không dám tin là hai người này là một luôn á. Em có nhớ cái lần đầu tiên mà em được cầm cái gương để nhìn mình sau ca phẫu thuật á, là sau đó bao lâu không? Sau đó một ngày, em phẫu thuật vào buổi chiều. Sáng hôm sau thì khi mà em tỉnh dậy thì bước ra soi gương á, thì em thật sự rất ngỡ ngàng, em cũng không tin là đây chính là bản thân mình trong gương nữa. Vậy thưa bác sĩ, thì cái quá trình mà phẫu thuật thực tế của mình đó bác sĩ, thì diễn ra có gặp khó khăn gì không ạ? Trường hợp của Quỳnh Hoa thì chúng ta thấy là cái hàm trên nó hô rất là nhiều. Khi nó hô nhiều chúng ta có một cái lợi thế là khi ta cắt ta lùi hết sức lại, thì có khoảng hai cái răng nhổ số 4 hai bên ta nhổ, ta cắt qua ta lùi lại thì khít hoàn toàn. Và đặc biệt khi cái hàm trên đó, nó bị đưa xuống nhiều, chúng ta sẽ cắt đẩy lên. Ví dụ như nhìn cái mũi của Quỳnh Hoa đâu có làm mũi mà sao mũi rất đẹp không? Dạ đúng rồi. Mũi rất đẹp, tại vì không? Khi chúng ta cứ trúc hàm nó quá dài, chúng ta sẽ đẩy lùi về thấp xuống dưới chân mũi mình, là cái vách ngăn nó dựng trên cái hàm. Và cái hàm nó quá cao, chúng ta sẽ kéo cái hàm về
và đưa lên trên nữa thì cái cấu trúc bánh răng sau là gì, cái mũi bạn rất là thon đẹp hơn. Dạ đúng rồi. Mặc dù chúng ta không làm cái mũi. Là sau này có bị ảnh hưởng gì về lâu về dài không bác sĩ? Thì sau khi mà xương nó lành hoàn toàn rồi, nó khớp vô hoàn toàn rồi thì chính là tất cả bình thường, không có gì hết. Vì chúng ta phẫu thuật chủ động, chúng ta cắt, chúng ta ghép thì xương nó lành rất là nhanh, nó hoàn toàn bình thường. Và khi nãy Quỳnh Hoa nói là sau khi vài tháng hiện tại bạn ăn uống nha rất bình thường. Dạ. Ngày hôm nay thì một lần nữa cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung và phó khu cuộc thi người mẫu thời trang Việt Nam 2018 Nam Anh đã dành thời gian đến để chia sẻ rất là chân tình câu chuyện của bạn Quỳnh Hoa. Cảm ơn hai vị rất là nhiều. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian để quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng rất là quen thuộc nha, đó là 13:25 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Và quý vị ơi, chúng tôi cũng rất là hy vọng là sẽ nhận được thật là nhiều những cái câu chuyện của quý vị cũng như là những sự quan tâm và mong muốn được hỗ trợ từ phía quý vị khán giả xem đài gần xa về với chương trình Nhan sắc mới khởi đầu mới thông qua hotline 0968681111, hoặc là quý vị cũng có thể liên lạc với chương trình thông qua fanpage Nhan sắc mới khởi đầu mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.